Chiều ngày 1 tháng 10, cơn mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường ở khắp các quận huyện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng ngập nước nghiêm trọng. Cụ thể ở phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, cơn mưa nặng hạt từ 15 giờ khiến các tuyến đường ngập nặng, có đoạn ngập hơn nửa bánh xe, nhiều phương tiện bị chết máy. Tình hình tương tự cũng xảy ra tại đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức. Còn tại khu vực xung quanh bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, cơn mưa lớn bất ngờ khiến nhiều người không kịp trở tay, phải dừng lại trú mưa. Tại đường Ung Văn Khiêm, giao thông ùn tắc. Còn trên địa bàn quận 1, quận 3, quận Gò Vấp, từ 15 giờ, mưa như trút nước, một số nhà còn bị nước tràn vào. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 17 giờ 5 phút ngày 1 tháng 10, cảnh báo dông tố lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực. Cụ thể hiện trạng trong 3 giờ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, mây dông đang phát triển và gây mưa, mưa rào, có nơi kèm dông trên khu vực Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang. Đồng thời đơn vị này cũng cảnh báo khả năng xuất hiện trong khoảng 3 giờ tới, các khối mây dông sẽ tiếp tục phát triển gây mưa dông cho các khu vực kể trên.